Xin chào các bạn, ngày hôm nay mình và các bạn sẽ cùng nhau đi tìm một loại hoa đỗ quyên trong rừng già. Hoa đỗ quyên là loại hoa rất đẹp, đẹp tuyệt vời với nhiều màu sắc trắng, hồng, đỏ, vân vân được nở và được nở trên những cái cây hoa tại rừng. Các bạn nhìn thấy phía xa kia chính là cây hoa đỗ quyên đang nở rực rỡ kia. Cây hoa rất là cao. Khi lên rừng già thì điều mong muốn của tất cả các cái người leo núi là được ngắm nhìn hoa đỗ quyên và được đi trong cái bầu không khí vô cùng bên này rừng già thật. Chị cầm mỗi em phát, chị cầm, chị dơ ra, chị quay quay cây hoa cho em phát, đem thay em tất cả mưa lần này phát được rồi. À ấy cái kìa, thao quả ấy kìa. Dạ. Chị dơ cao phát đấy, đấy đỉnh quan mà em rồi. Ô, cái này cái gì đấy chị ơi? Chị Thủy đi qua đây chưa nhỉ? Qua rồi, kệ nó, nó yếu cho nó đi nhanh. Vâng, em đang đi dần xuống đấy ạ. Dạ vâng, chị. Gọi để về đúng không? Em hỏi xin đến đây. Còn đầy người đi sau. Em chẳng thấy vậy, bếp cái này vào đây. Về, để tặng chồng. Đâu, chị cho vào đây. Cho không. Cho cái quả ấy hả? À không, cái quả này. Về tặng chồng. Cái này vào ra. Đây. Công lao lớn nhất ấy. Này vào trong này này, mà quay những cái cây này, nó cũng rêu rêu mốc mốc xinh cực. Ừ, đẹp nhỉ. Ờ chị vừa mà ngó mà. Dạ. Công kia. Kìa. Làm gì có rêu mốc như thế đúng không? Ừ. Ôi đây này. Ấy ơi, cái cây rêu mốc có bông hoa hay gì. Ờ, đẹp nhỉ. Đây này. Dạ. Ừ. Tự nhiên như này là mình bán ở kia mình bảo họ đắt. Thật. Tết mà có cái cây này về á. Sẽ yêu rồi nhỉ. Ôi, này, này, thật hay giả? Ôi dồi ôi, thật đấy. Ờ, nhớ chị bị chụp. Sao nó có cây khô mà nó lại ra hoa? Ờ. Nó mốc rêu rêu. Nó còn có quả nữa này em ơi. Đây này, Hằng ơi. Ra đây là đẹp một, không Hằng ơi? Cây lạ kinh khủng luôn, khô mà có hoa. Như là hoa yêu đàm. Này. Ôi đẹp chưa? Này, nhìn cái cạnh. Nhưng đẹp mà chưa? Không cho vặt đâu về đâu nhá. Thôi đừng vặt. Không, cái này không vặt đâu. Cái này vặt ra nhá là nó héo luôn ấy. Cứ đừng vặt. Để mình để quay mình đấy, để được. Quay thế đẹp. Đẹp nhờ. Ừ. Được. Đây này, bằng này nhiều cái đẹp đấy. Nó gì không? Đi. Cái cây này quá đẹp, đi đi khỏi mọi người chờ đấy. Đâu chị ơi, cây đẹp đâu chị? Chị ơi, ở nhờ. Cây này chụp cái hoa dưới kìa. Ừ. Nên này em quay cái cây gió gì thì gió chất tiệt gì lạ thật đấy nhỉ. Ừ. Đi
đi. Đây, cái cây nó mọc đầy đấy này. Nhìn nhá, nhìn này, nó có một cây một rêu nhưng nó mọc một cái này đây. Ờ, đi. Hằng ơi, dạ. Nhổ cái này này. Không nhổ được đâu. À, không nhổ được đâu, chị đã nhổ được rồi. Cái gì đó? Hằng ơi kìa. Dạ. Tầm thấy không sợ bắt cóc đòi tiền chuộc đâu. Chị sợ tối loanh quanh trong này mãi không ra được. Chị sợ loanh quanh không ra được. Em đau hết cả mũi ngón chân đi chị ạ. Bàn cái mũi mũi ở dốc xuống này. Cây cỏ xuống nào. Chị không mệt chả thiết gì nữa. Chị cứ đắp thêm 10 cân thịt vào như em với chị Thảo, chị khác có sức. Chị bây giờ là bao nhiêu cân? 49 cân. Ghét anh đẹp đấy chị ạ. Chị phải tưởng tượng được không? Được, đẹp. Sáu.
63-18. Không được ảnh yếc gì nữa chị Thủy. Rồi. Quá đẹp luôn, chỗ này đẹp lắm. Công nhận chỗ này đẹp cực chị ạ. Ừ. Chụp vào trong. Em có chụp không? Dạ. Hằng ơi, thực ra thì cũng thích đấy. Hằng ơi thực ra cũng thích đấy, Hằng chụp cho chị đi. Em mỗi người làm kiểu đi. Đây, chị nhá, mỗi người làm kiểu chỗ này đi nào. Nào. Rồi chị cứ chỉnh in chị ủng gì thì check in đi. Em cái mũ của chị nó hơi tệ xem hết mặt. Rồi, đẹp lắm. Rồi. Đi. Thôi em không muốn chụp đâu. Này ở nơi đây có gốc hoa hồng này Hằng này. Đấy, có là cây hồng đấy đấy. Ờ. Hằng đi xe là không bị say xe đâu đúng không? Dạ. Em cũng tùy từng hôm. Lúc đi thì bị say, có lúc thì không say. Phải học làm thế nào mà đi xe không thể say được. Thì mình đi cùng lãnh đạo rồi mình đi lấy tin bài các kiểu. Đi cơ sở. Mình đi cơ sở ấy. Đấy. Mình mà say thì nên những cái làm mà hôm nào mà mệt mệt là đi cơ sở là không đi mà. Ờ. Thì người khác đi. Không là hỏng hết hình ảnh. Sau ngày hôm nay đi về chắc mình chỉ giảm mất 3 cân. Chị! Chị ăn nhiều lắm không giảm đâu. Sao chị lại phũ phàng thế? Tụt hứng của em. Tụt hứng của em. Lẽ ra chị vẫn phải bảo là chị cũng nghĩ thế đấy. Ngày em ơi, dạ. Ngày nào đi nó giảm. Ngày nào đi để giảm cho chị nhịn bố ăn ở nhà nó phải nhịn bố ăn ở nhà cho nó khỏe à? Đấy. Chị ơi đấy, hoa đẹp chưa? Này, chính là cả cái vườn này chụp ngồi. Ngồi chụp đi nhỉ? Bởi vì nó có cái hoa nhí. Hoa gì dụng đấy nhỉ? Hoa chấu. Chấu. Tớ cứ ví dụ thế. Ai hỏi mà không biết nữa gì gọi là hoa đại ngu. Cứ giả vờ thế. Cái đặt tên này nó một cái hoa gì đấy. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau.